Welcome back to Partial English. I'm Hai Chang, and today in this video, I will share with you some sentences that you may misunderstand. Are you ready? Let's get started. Tiếp theo đó là câu I would suggest. Thường thường chúng ta sẽ hiểu mẫu câu này là tớ đề xuất rằng là, nhưng mà cậu cứ làm theo ý của cậu muốn đi. I just suggest, do what you like. I think we should add slides for this part. What do you think? No, I think we should add video. I would suggest that we should add slides. Nhưng thực sự bộ câu này ý là do it or justify yourself. Nếu như không làm theo cách của tớ thì cậu tự đi mà chịu trách nhiệm. You need to listen to my opinion. If you don't, so then be justified yourself. Cấu trúc tiếp theo, I only have minor comments. Chắc là người ta chỉ có một ít muốn nhận xét, ví dụ như là lỗi chính tả hoặc là lỗi đánh máy, đúng không ạ? You check my proposal, yeah? Yes, I just have few minor comments. Không, cấu trúc này khi mà người nói thì thường thường họ sẽ có ý là please rewrite completely. Viết lại đi. Please rewrite completely. It has a lot of mistakes. Cấu trúc này các cậu sẽ thấy rất quen thuộc. Oh, accidentally I want to say. Hoặc là oh, by the way I would say. Các cậu sẽ nghĩ rằng cái ý sau by the way hoặc là ý sau accidentally sẽ là một ý không quan trọng lắm. Nhân thể thì, tiện thể thì tôi muốn nói rằng là Hi! Hey! How are you? What are you doing? I'm preparing for my test. Oh, good for you. Keep focus on chapter 7. Thanks. By the way, could you help me with the slides, please? Nhưng thực sự, ý sau đó thường là một ý khá là quan trọng đối với người nói. I don't even want to ask you anything. I just need you to help me with the presentation. Câu này có lẽ sẽ là một câu khá quen thuộc với tất cả các bạn. I almost agree. Cấu trúc này sẽ có nghĩa rằng là maybe he's not far from the agreement. Anh ấy sắp đồng ý rồi, có phải vậy không? I think we should choose A. I think B. A, because I did it already and this is the third one. I almost agree. Cấu trúc này khi nói, người nói sẽ có ý là I don't agree at all. Tôi không đồng ý chút nào cả. I don't agree at all.